Hãy nêu một ví dụ từ châu Mỹ sang châu Âu. Nếu quý vị đi bằng máy bay thì nhất định sẽ mau chóng tới được nơi sở định. Còn nếu theo đường bộ thì quý vị nghĩ phải mất bao lâu? Ngoài việc đi bộ vất vả trên đất liền, quý vị còn phải trải qua những gian khổ của đường biển nữa. Lúc gặp biển, tất phải dùng thuyền để vượt biển, mà thuyền thì đi rất chậm, phải mất rất nhiều thời gian, trong khi nếu đáp máy bay thì lại rất nhanh. Tương tự như thế, chúng ta tu pháp không rốt ráo, thì phải tu trong một thời gian rất lâu mới được về tới nhà thành Phật. Song nếu tu pháp rốt ráo thì chẳng mấy chốc mà chúng ta về tới nhà ngay rất nhanh chóng. Như thế pháp không rốt ráo là gì? Đó là tất cả các pháp của ngoại đạo. Đúng vậy, tu pháp không rốt ráo cũng có được đôi chút lợi ích, nhưng rất chậm. Tu pháp rốt ráo tức là y chiếu theo giáo pháp của Đức Phật mà tu hành để điều phục cảm hóa những chúng sanh cao cường. Trước hết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói thẳng với họ rằng nóng giận là không tốt. Ngài chỉ nói, này, nóng tánh cũng không đến nỗi nào vì phiền não chính là bồ đề. Người có tánh nóng nảy đấy xong cũng chẳng sao, phiền não là bồ đề, sanh tử là niết bàn. Phật làm cho họ cảm thấy mình có tánh nóng nảy nhưng không phải là người xấu, đành rằng mình rất nóng tánh nhưng tâm bồ đề của mình cũng đâu phải nhỏ. Thế là họ quyết định thử tu sửa tâm tánh xem sao. Và càng thử thì họ càng nhận thấy rằng hết phiền não giảm bớt thì bồ đề lại gia tăng. Phiền não càng ngày càng giảm thì bồ đề càng ngày càng tăng. Giảm được phiền não thì đó chính là bồ đề vậy. Cho nên đối với những chúng sanh tánh tính cao cường ương ngạnh thì Đức Phật giảng nói thứ pháp như thế. Còn đối với những chúng sanh nhu nhược thì sao? Những chúng sanh nhu nhược tức là những kẻ nhút nhát. Từ sáng đến tối họ cứ hồi hộp sợ sệt, thậm chí tiếng mèo kêu hay tiếng chó sủa cũng làm cho họ giật mình rút sợ, hồn phiêu phách tán. Bất cứ một động tĩnh gì cũng có thể làm cho họ hốt hoảng được cả. Cho nên Đức Phật phải dùng lời dịu ngọt như dỗ dành trẻ con mà vỗ về những chúng sanh nhút nhát đó. Con đừng sợ, hãy bình tâm mà học Phật Pháp, Phật sẽ giúp đỡ và phù hộ cho con. Các chúng sanh ấy nghe được liền cảm thấy an ủi phần nào, trong lòng thầm nghĩ rằng lời nói của người này thật đáng tin cậy, và thế là họ dốc lòng tin tưởng Phật Pháp. Sau khi tin và học Phật Pháp, họ càng ngày càng bớt nhút nhát, càng ngày càng mạnh dạn can đảm thêm. Ở Hồng Kông, tôi có một đệ tử quy y vốn tánh nhút nhát. Khi chưa quy y, anh ta rất sợ ma và sợ bóng tối. Trời vừa nhá nhem tối là anh ta không dám bước chân ra khỏi cửa, tánh rất nhát gan. Cho dù trong nhà có đông người, anh ta cũng vẫn cứ nơm nớp sợ hãi, cứ cảm thấy xung quanh mình trái phải trước sau chỗ nào cũng có ma cả. Tuy chưa gặp ma bao giờ nhưng anh ta lại rất sợ ma. Sau khi anh ta quy y Tam Bảo, mặc dù tôi không niệm chú cũng chẳng làm phép thuật gì cho anh ta cả, nhưng kể từ đó anh ta không còn sợ, không còn thói hay sợ sệt nữa, không sợ ma mà cũng chẳng sợ bóng tối. Ban đêm ở nhà một mình cũng không sợ, đi đâu lúc trời tối cũng không sợ. Cho nên đối với những chúng sanh không có lòng gan dạ thì chúng ta cần phải giúp đỡ khiến họ có can đảm. Ngoài ra đối với những chúng sanh hay khóc thì quý vị nên khuyên họ chớ khóc lóc nữa mà hãy sanh tâm hoan hỷ vui vẻ. Tóm lại, chúng sanh thường mang nhiều thành kiến lệch lạc, tánh tình cũng thiên vị, quá quắt. Cho nên chúng ta phải tìm cách làm cho họ trở về với trung đạo, giữ được mức quân bình, như thế hết gọi là điều phục vậy. Khiến cho họ biết được pháp khổ, pháp vui, Đức Phật có thể điều phục các chúng sanh ương ngạnh bướng bỉnh và làm cho họ hiểu rõ thế nào là khổ, thế nào là vui. Những chúng sanh này vì ương ngạnh cho nên khổ họ cũng bất chấp mà sướng họ cũng bất cần. Thế nào là khổ, thế nào là sướng họ chẳng hề để ý tới. Vì tánh ương ngạnh khổ hay sướng họ đều không sợ, họ cứ sống một cách không lo không buồn không khổ không sướng như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có khả năng làm cho các chúng sanh ương ngạnh này biết được thế nào là chân khổ đau khổ thật sự và thế nào là chân lạc an vui thật sự. Rốt cuộc cái gì là chân khổ? Đọa lạc chính là chân khổ, bị đọa xuống địa ngục, bị đọa làm ngạ quỷ súc sanh, đó đều là chân khổ. Cái gì là chân lạc? Được khai ngộ chứng quả như quả vị A-la-hán chẳng hạn, thực hành Bồ-Tát đạo, đó đều là chân lạc vậy. Khổ vốn rất nhiều loại, vui cũng rất nhiều thứ, song chúng ta bây giờ biết được ý nghĩa tổng quát là được rồi.